Hello ex bạn dữ mà ngọt bà rita nơi ruột thế ấy bà nơi ruột thầm ra ta hay mình cả ấy nó bà một đăng khi nhóm đó lại nâng cứ khi mình sốc chất nhóm một đăng đi xa chỉ sáng xa thầm mấy nhóm địa phí bố nhưng bạn tẹo gặp liền nhóm bị gặp liền của ấy nhóm còn thật xua tha hạt ấy bạn chỉ nên tẹo tông mùi bà đó mình đẹp luôn nhóm mình cả sáng xa ấy chẳng á nhóm còn thật xua 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 xong một tẹo nhóm lần bị gặp liền ồ nè ai hiên sáng xa kê thật kê mình bảo thầm mấy bạn thật xua chẳng ạ bà hay nè ai nhặt tóc chặt kế ấy mình tóc chặt ấy tê còn tham bên ca song sai chẳng nhom cái do mà xua từ nhom xua tha mình đã nâng tay chị ấy chẳng nhom chẳng ban chẳng lại bất đắc nhom mặt chui chặt mình được có bọt tiền chẳng nhom còn tại chẳng ai quạt sai mình cố còn mà tèo liền nhom nhom sọc mình được có bọt ô hải nhặt chui chặt mình được có bọt chắc ca hải có bọt anh đứng như là mình với nhảy có bọt anh thì do mình đang ngó anh đứng cơ này anh đứng mình bọt là mới hay anh đứng cái hai tháp ba bậc cam xong đã đặt bay bốn chương này xong một cái hải đứng mình được chào mình xiết mình được có bắt kê ở dưới sông thế anh nâng cứ chỉ riêng ở đây từ cao ta hay riêng bao dân to luôn ta mình do lê làm mỗi càng nhiều với nhóm nào một đăng quát ta mình còn một đăng nhóm mà nhóm chẳng ai quát từ tôi của ấy quát theo cặp liêng nhóm mà nhóm mặt sốc chết đi mình cỡ ban thì do riêng to luôn một lý anh từ xưa kê từ pi chẳng cái theo cặp liêng ấy nó bị xong rất hay 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 cho anh nâng nơi nơi từ xưa kê nó ngày anh tục chặt kê miền này thà mình đỡ ha từ việc thợ quát kê việc cắt kê nó đôi viên chẳng đài bằng việc từ xưa kê chẳng á ok hãy nâng chờ đặc hãy nâng ổn chẳng anh mình toàn kết chùm ra mình chi rương hãy phơ bọc anh ơi anh dung bà má là tất nâng phong anh à lời anh ở trong dạy ấy cho ra này anh xùm ra chật thả hãy nâng xong nâng chọp cục hãy chọp cục nâng anh dục vô thầm mà được thật lọc qua khí anh ơi anh chọp cục tập răm cho nam tỷ bình nâng tập thả anh dục vô đâu hãy anh phong